Hello, xin chào mọi người, đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Thì trước mắt mọi người là cái cần và cái máy khá là quen thuộc với mọi người nha mọi người. Thì cần Asino xì trong và cái máy Ranmi. Và Ranmi là Bluetooth nha mọi người. Máy Ranmi Bluetooth 7000. Đó nhớ Ranmi Bluetooth vì nó có dòng Ranmi thường nữa. Thì Ranmi Bluetooth giá nó cao hơn thường khoảng hơn 100.000. Thì mẫu thường nó đang hết hàng á, hiện tại thì bên Rạng chỉ còn mẫu Redmi Bluetooth thôi. Và cái cần Asino, Asino Strong nè, Asino Strong hay tên gọi thường nó Asino Bạch Kim nha mọi người, dễ nhớ. Và cái mẫu mới nhất là mẫu của 2020 nè, cuối 2020. Là mọi người để ý cái bát thì sẽ biết cái mẫu mới. Đây, trên cái bát có ghi là Mắt ốp xa banh nè, là model của Nhật, nhưng là cái bát nó rất là dài. Đây, từ khúc này qua đây nó rất là dài, nhưng mà vặn nó rất là chắc chắn. Còn lại ngoài cái bát ra thì sẽ không khác gì nữa hết. Đó là mẫu Asino Bạch Kim mẫu 2020. Đó thì hôm nay nhân dịp cuối năm thì nếu mọi người mua cái combo này thì mình sẽ tặng cho mọi người một cuộn cước Korai của Thái, đúng hàng của Thái nha mọi người, cuộn giá 170.000 nè. Đó, nếu mà đúng hàng của Thái luôn là 170.000 một cuộn, thì size thì mọi người thì tùy chọn là 040, 45, 50, 55, 60 gì đó, tùy câu thế nào thì mọi người chọn đúng cái size cước thế đó. Khi mà mua hàng á, thì nói rạng sẽ gửi đúng cái size, nó có từ 0, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 và là mm. Đó, mm nếu mà tương đương với số á, thì 0.45 này, 0.45 mm này nó sẽ là cước số 7 mà anh em hay gọi bằng cước số á. Hoặc là 0.45 thì cũng có thể gọi là cước 45 hoặc là cước số 7. Đó, nói đúng cái size kích thước để chọn đúng nha mọi người. Thì cái độ dài cuộn 0.45 mm này nó là 314 m. Nếu mà cước lớn hơn thì số mét nó sẽ nhỏ hơn. Ví dụ như 0.50 thì nó khoảng 290 m. Đó, độ đó nha. Và tải nó là 30 bao, 30 LB thì khoảng 10 14 kg. 14 kg nhưng mà 0.45. Cước này thì cũng rất là chắc khỏe cho người câu hồ dịch vụ hoặc câu sông giải trí đều được hết. Còn cái máy chúng ta đây một số thông số về cái máy, nói chung là dòng máy Ranmi thì khá là quen thuộc với mọi người rồi. Thông số nó nè, restore nó là restore là 5.0 trên 1 nha mọi người. Mắt ráp nè là 10 kg. Độ nặng của máy là 595 g. Ball bearing là 5 cộng 1. Vào dây là 0.43, vào được 180 m. Thì nếu mọi người lấy đúng size 0.45 này, đây, size 0.45 này luôn thì vào khoảng 200 m cước nha mọi người. Đánh khá là xa luôn á. Nếu dây lớn hơn thì 0.50 thì vào khoảng 150 m. Cộng hồ thì dây 50 0.50, 150 m thì đánh chuẩn luôn nha mọi người. Ok. Con máy chúng ta là mẫu Redmi Note, có tặng kèm cho người cái bao đựng nè, cái túi nhung. Đó, cái túi nhung đựng máy rất là im luôn nha mọi người. Đó, và kèm theo là hai cái lông đờn. Hai cái lông đờn thì cho mọi người ghim vào bên trong cái máy khi mà chúng ta vào cước, thì trong cái máy nó có sẵn rồi, nó có sẵn hai cái lông đờn rồi nha mọi người. Đây, máy mới nó còn bóp nha mọi người. Đó, rồi ra này. Đây mọi người để ý thấy ở
phía trong này nè. Nó bị che hơi che khuất khuất lại chút xíu, hơi khó thấy, nhưng mà nó phía trong này nó sẽ có một cái lồng đèn. Nếu mà vào dây mà bị, khi mà chúng ta vào dây trên nồi mà nó bị lạch, nó không đều á, thì mọi người lấy ra hoặc là chiêm thêm lồng đèn vào là được. Máy ta cốt tự lực nè, thêm hai vòng bi nữa, rất là ngầu luôn. Và cái phiên bản Blood thì tay quay dạng xoắn ốc mọi người. Này, tay quay kim loại nè, kim loại dạng xoắn ốc, xoắn ốc hay ren vặn thì chúng ta chỉ vặn vào thôi, và thay đổi từ trái phải được hết. Đó, và chúng ta chỉ để vào và chúng ta vặn thôi. Đó, vặn vào thôi mọi người. Khi mà vặn cứng là quay được cứng tay. Đó, chúng ta vặn cứng vào chút xíu nữa là ok. Đó, máy là Insaban nè, design nè, công nghệ và thiết kế là của Nhật nè, có mã số của máy đàng hoàng hết mọi người. Và trên cái tem có cái mã số của máy và cái logo của Ryobi để nhằm cái tem chống giả của Ryobi nè. Và phía dưới cái tem sẽ có cái mã số, mọi người cạo ra sẽ thấy nè. Nó phía trong này có cái mã số hàng đảm bảo là của Ryobi, nên xài đảm bảo cho người rất là ok. Mắc ráp nó là 10 kg, lật xả mua pin thôi. Còn mọi người cá bò đi vô hồ câu mà bò chừng 20-30 kg thì mọi người xả pin ra, là với con này là bắt thoải mái nha mọi người. Đó, và máy này chúng ta có cái ron chống thấm ở phía trên nha mọi người, nên khi mọi người đi câu mà gặp trời mưa hoặc là cá có giải tung nước vào thì cũng không sợ nha mọi người. Đó, khi nó vặn vào nè, nó sát, nước có vào thì đây thì không lọt vào trong cái phần hãm của chúng ta được. Đó, đó là cái phần cái ron chống thấm. Cái ron chống thấm này chúng ta cũng thường hay thấy trên những dòng máy cao cấp, dù Sararosa nào đó, nó vẫn có cái ron giống y nhầy luôn nha mọi người, của Shimano á, nước không có vào được. Và những dòng kia thì chống thấm cao hơn, nó sẽ có ron ron ngược lại và những cái ron xung quanh cái máy, nên cái độ chống thấm nó cao hơn. Còn chúng ta con này giá thường thôi, nó có phần này là cũng ok rồi nha mọi người, chống thấm từ trên xuống nó nước mưa này kia rồi vẫn được thoải mái. Đó, con này là con 7.000 lốt, cái tiếng xả pin của nó nghe cũng rất là sướng. Đó, rồi ok, tiếp theo là combo là cái cần, cần Asino 3m15 nha mọi người, Asino Strong nè. Cần này thì cho mọi người câu sông, câu sông quăng mồi cũng rất là xa luôn, hoặc là câu hồ dịch vụ cá thịt giải trí và cả câu giải mini thoải mái hết nha mọi người. Lực tải của nó nè 80 lb thì khoảng 37 kg, nó khoảng 37 kg. Tải mồi thì khoảng 100 tới 150 g, thì nho khoảng nho 6, nho 6 là cần này đánh là khoảng 7-80 m là vô tư nha mọi người. Đọt nó 3 ly 8, nhưng mà nó có cái độ độ đàn hồi rất là tốt. Phôi bạch kim nè, là dàn khoen chúng ta là khoen Fuji, cả đầu bô Fuji luôn. À, cả đầu bô Fuji nè, nó sứ tròn, nó không có tổn hại cước chúng ta nhiều. Khi mà chúng ta tải nặng, nếu mà đầu bô thường thì cước nó qua lại thì nó sẽ bị nó ma sát nhiều, nóng cước hơn, nó lẹ hư cước hơn. Còn cây này chúng ta đầu bô Fuji luôn, khoen Fuji chân ca cao, ra dây rất là xa luôn. Đó, Fuji nè, chân ca cao, ra dây rất là tốt, rất là xa luôn.
và kết hợp với cái máy là 7.000, bao hồ là cân rất là đẹp luôn. Nhưng mà anh cũng có một bộ đang đánh nè, cái bộ nhưng mà đang dùng con máy Redmi thường thôi, hiện tại lên tới con Redmi Note rồi đó. Thì nếu mà cái bộ này của chúng ta lẻ từng món á, thì cái máy là 7.900, 900 lúc trước là có tặng kèm này nọ thì nó 900 mấy, nhưng mà không tặng kèm thì cái máy là 900 thôi nha người đó, 900. Và cái cần chúng ta là 1.100.000 đó, 900 cái cần là 1.100.000, là hai món thì chúng ta là 2.000.000. 2.000.000 thì hôm nay hàng khuyến mãi thêm cho mọi người một cuộn cước trị giá là 170.000 nếu mọi người mua combo này cần và máy. Nếu mà cần không hoặc máy không là không khuyến mãi, nhưng người phải mua đúng combo này cần và máy thì sẽ được khuyến mãi một cuộn cước Korai của Thái Ryoko nè, trị giá 170.000 đó. Mọi người mua combo này sẽ được giảm 170.000, khá là nhiều nha mọi người đó. Khuyến mãi cuối năm cho mọi người sở hữu được một bộ cần mà thể vừa câu hồ hoặc vừa câu sông, hoặc là câu những cái đập thủy điện nè. Nó đập thủy điện thì cần cái độ quăng mồi xa thì máy khoảng 7-8 ngàn, và cần này có độ rung độ khỏe, nó cho người quăng rất là xa luôn, mấy cái đập rất là lớn. Thường chúng ta chọn những cái góc xa quăng thì khả năng lên cá nó sẽ cao hơn những cái góc gần. Thường mấy cái đập mà mọi người nhìn mấy khúc góc xa xa mà có lục bình ngoài đó, mấy bụi bụi thì cứ thảy vô đó thì khả năng dính cá nó cao hơn. Mọi người thảy giữa sông hoặc là giữa đập hoặc là sát mé. Đó, thì hôm nay khuyến mãi thêm cho người thì bộ này chẳng 2.000.000 luôn rồi, đúng 2.000.000 luôn, và tặng thêm cho người một cuộn cước của Thái 170.000. Thì bộ này thì chưa bao gồm phí vận chuyển cho người, phí vận chuyển cho bộ này là 40.000 đi toàn quốc bất kỳ nơi đâu. Mọi người cứ cho cái địa chỉ thì bên shop đang sẽ gửi hàng đến tận tay cho mọi người luôn, mọi người xem hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Thì tất cả các cần câu bên shop đang gửi đi là cho vào ống nước hết nha người. Mọi người tới cái khui ống nước ra và xem hàng xong trả tiền cho người giao hàng giúp rạng. Đó, còn nếu mà bộ này mọi người ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được miễn phí vận chuyển luôn, và cần vẫn được bỏ vào ống nước đàng hoàng. Đó, và tiền ống nước thì bên rạng sẽ bỏ tiền túi ra mua về gửi cho mọi người, không tính tiền ống nước vào nha mọi người. Đó, rồi mọi người tranh thủ mọi người cuối năm rồi hốt một bộ về cho câu dịp Tết hoặc là đầu năm. Đó, bộ này rất là chuẩn luôn, đảm bảo cho người đánh cá rất là khỏe, nó phê luôn. Đó, rồi mọi người đặt hàng thì liên hệ shop rạng của hai số điện thoại phía trên đây nha mọi người, Zalo, Facebook gì nè, mình thể gọi hoặc nhắn tin hoặc gọi trực tiếp số điện hai số điện thoại này vẫn được, hoặc là để lại số điện thoại của mọi người ở phía dưới cái bình luận này thì bên shop rạng sẽ gọi lại và gửi hàng cho mọi người thôi. Ok, thì mọi người nhớ chia sẻ video ủng hộ kênh nha mọi người, và đừng quên subscribe đăng ký kênh để theo dõi những cái video clip tiếp theo, những sản phẩm mới mà bên shop tặng về. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.